Giám đốc doanh nghiệp mà khiến thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị bắt là ai? Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị cơ quan nên điều tra công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công an các cơ quan chức năng bắt giữ, được cho là liên quan đến việc nhận tiền chạy án cho giám đốc của nhiều doanh nghiệp Nga. Năm 2021, công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện Đông Triều. Căn cứ kết quả điều tra ngày 28 tháng 4 2022, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra, ngoài các sai phạm liên quan đến người của công ty nhiệt điện Đông Triều, cơ quan chức năng làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do Trương Xuân Đức, 52 tuổi, quê xã Đại Bản, là giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương cầm đầu. Đức điều hành 10 công ty có trụ sở đặt tại Hải Phòng và Quảng Ninh từ năm 2005 đến nay nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà Đức cùng đồng bọn thực hiện lên đến con số rất lớn. Biết không thoát khỏi lưới pháp luật, Đức sử dụng mối quan hệ để chạy án, cụ thể là cậy nhờ gia đình thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Theo nguồn tin riêng, Đức đã chuyển cho vợ chồng tướng Ca hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vụ việc không thành, Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hồi đầu tháng 2023, khi đang trên đường trở về nhà tại tổ dân phố 3 đường Lũng Đông, phường Đăng Hải. Ông Đê, tổ trưởng tổ dân phố 3 cho biết, Trương Xuân Đức về địa phương mua đất, xây nhà và sinh sống tại đây cho đến khi bị bắt gần 20 năm. Người này khá thoáng tính, mỗi khi tổ dân phố có hoạt động gì, Đức rất hào phóng và tích cực tham gia. Tuy nhiên, khi có tí men, Đức phóng xe bạt mạng và ăn nói bổ bả khó nghe. Đặc biệt, vị giám đốc này có sở thích đốt pháo vào đêm giao thừa. Nên cứ đến đêm giao thừa, công an phường Đăng Hải phải cử cảnh sát khu vực để chốt trước nhà Đức. Cũng theo ông Đê, hôm Đức bị bắt, ngoài cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn có công an phường Đăng Hải và ông Đê được mời tham gia, chứng kiến, ký vào biên bản liên quan. Từ lời khai của Đức, vào tối 18 tháng 2, 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, đồng thời thực hiện lệnh khám xét tư gia của vị tướng này tại quê nhà ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và ngôi nhà số 24, lô 18D Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An. Nhiều tài liệu và tiền bạc đã được cơ quan điều tra lập biên bản kiểm đếm, đưa về trụ sở phục vụ điều tra.